Đây, siêu phẩm thùng Black Decker rất là đẹp luôn. Đây nhiều người này. Đấy, anh đang nick. Đây, siêu phẩm nhiều người. Đây này, đẹp trên từng cm. Này, đấy, đấy, đĩa tóc thắng ok nhé, đảo chiều. Ok nha mọi người. Đấy, 22 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy, 22 cấp trượt, 1 cấp khoan. Cái đảo chiều nó hơi khẩn khẩn biết mọi người về vệ sinh nhé. Ok. Đấy, pin thì mình thấy còn rất là cầm nha mọi người. Pin thì mình thấy còn rất là cầm luôn. Đấy, mình không bao pin nhé, mình bán xem như vỏ pin. Nhưng mà mình nói rồi, mình cố gắng là thử những vỏ pin nào cố gắng là nó xác suất nó tốt nhất cho mọi người có thể nhé. Đấy, pin đồ nó mới như thế này cơ mà. Đây, người xem của pin này, mới như thế này cơ mà. Đấy, bộ này mình thấy giống như người ta chưa xài luôn á. Đấy, bỏ tiếp theo. Ok nha mọi người. Đấy, ok. Đây, sạc này, mọi người nhìn sạc này. Đấy, mọi thứ đều còn mới. Nói chung là mình đây, nó là siêu của siêu phẩm chứ không phải là siêu phẩm này. Rất là đẹp luôn. Đấy, thùng đẹp, máy đẹp, full chức năng. Đấy, pin đẹp luôn, sạc đẹp luôn. Đấy rồi, đi vội đi vội đi vội. Số 2 nha mọi người. Số 2 thùng này à, thùng này là 9V6 nha mọi người. 9V6 thì mọi người xem như 12V về cạp ốc quy đồ vẫn bình thường. Đó, ai muốn sử dụng loa cạp ốc quy đồ vẫn bình thường, hay đóng pin 12V là xài bình thường nhé. Con này 890.000. Ok.